Chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GVL Nam Định. Trở lại với clip ngắn ngày hôm nay, tiếp tục hàng lại lên đường và gửi tới cho các bác tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mặt các bác đây, đó là 4 thiết bị mà em Lĩnh xin được gửi tới anh Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều nhá. Trước khi hàng lên đường thì cũng quay lại chi tiết một lần nữa cho các bác cùng xem lại nhé. Và trước mặt các bác đây đó là Crown Microtech 9000i, một trong những cục đẩy công suất Crown cũng cực kỳ là cao cấp các bác nhé. Và em Lĩnh về chiếc nào là cũng lên đường chiếc đó rồi. Thì đây là một chiếc cũng cực kỳ là đẹp và xuất sắc các bác nhé. Gần như là không tì vết. Crown Microtech 9000i thì các bác biết rồi, sản xuất là chất lượng cực kỳ là cao cấp, cũng như là hãng rất là trau chuốt về cái model này các bác nhé. Rất là đẹp và điệu đà, rất là sang trọng. Công suất thì rất là lớn, cũng như là chất âm ra thì sạch sẽ, rất là chi tiết các bác nhé. Và tiếp theo đó là một chiếc DBX260, một trong những chiếc code server mà nếu các bác chơi những bộ dàn chuyên nghiệp tiền trăm mà thiếu những thiết bị code server này thì cực kỳ là thiếu sót các bác nhé. Rất là thiếu sót trong một bộ dàn chuyên nghiệp. Một trong những thiết bị trung tâm đầu não để xử lý âm thanh trước khi đưa ra loa các bác nhé. Nó lọc và cắt những cái giải tần rất là chuẩn cho mỗi một thiết bị làm một nhiệm vụ riêng. Loa sẽ là làm nhiệm vụ riêng và súp thì làm nhiệm vụ riêng các bác nhé. Rất là sạch sẽ cũng như là chuẩn ở những cái tần số mà chúng ta cắt cốt và chia quay các bác nhá. Và tình trạng thì cũng rất là đẹp và make in USA các bác nhá. Tiếp theo là một chiếc vang JBL KX180, em Lĩnh đã setup sẵn ở đây rồi và cũng nhiều chế độ để cho anh Sơn có thể sử dụng. Một bộ mic Sennheiser EVK100G3, tình trạng cũng rất là xuất sắc. Và tới đây thông báo với các bác rằng em Lĩnh về rất nhiều Sennheiser các bác nhá. Tầm giá chung chỉ loanh quanh trên dưới chục triệu là các bác đã sở hữu được những bộ mic chuyên nghiệp này rồi. Chúng ta chơi làm quen dần và bán chuyên nghiệp cũng như là ca hát biểu diễn thì những bộ Sennheiser hoặc những bộ Shure này là đó là những cái sự lựa chọn mà rất là ok trong một bộ dàn bán chuyên nghiệp của chúng ta nha các bác nhá. Ok các bác. Xuất sắc nha các bác nhá. Và sau đây mời các bác cùng đeo tai nghe để cảm nhận được cái chất âm của những thiết bị này em đã phối ghép trước khi lên đường gửi tới cho anh Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác luôn theo dõi và đồng hành cùng em Lĩnh GVL trong suốt quãng thời gian vừa qua. Bác nào yêu mến em Lĩnh thì đừng quên dành tặng cho em Lĩnh một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Ngọc Lĩnh GVL Nam Định các bác nhá. Và đầu năm mới thì hiện tại đến bây giờ thì ngày hôm qua, ngày hôm nay thì em Lĩnh đang nhập rất nhiều các mặt hàng về. Thì các bác có nhu cầu thì hãy theo dõi kênh của em Lĩnh cũng như là Zalo em Lĩnh ghim ở góc màn hình để các bác tiện theo dõi. Bác nào có nhu cầu thì đừng ngại ngần gì liên lạc cho em Lĩnh, liên hệ cho em Lĩnh để được sự tư vấn nhiệt tình của em nhé các bác nhá. Ok các bác.
Ok các bác nhá, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất. Xin chào các bác.